Và Lan biết là có những người đã làm hình thức này, họ xây nhân hiệu để livestream khá thành công và họ hoàn toàn đang kiếm tiền tỷ một tháng chỉ từ việc livestream bán hàng. Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Talk cùng Helen Lan. Và hôm nay Lan sẽ trả lời câu hỏi của một bạn hỏi trong group kinh doanh thông minh và an toàn. Thì bạn có câu hỏi như sau: chào em Lan, chào ban quản trị nhóm, chào tất cả các bạn trẻ trong nhóm. Mình là Oanh, mình đang sống và kinh doanh nhỏ tại Nga. Thu nhập của mình cũng khá ổn. Tuy nhiên mình vẫn muốn về Việt Nam sống và làm việc. Hiện mình vẫn đang kinh doanh ở Nga, ngành hàng quần áo, mỹ phẩm và đồ tiêu dùng. Nhưng hơn một năm nay, mình mở thêm việc nhập hàng về bán ở Việt Nam theo dạng đơn xỉ lẻ các mặt hàng Nga và mỹ phẩm Pháp, chủ yếu là trên Facebook bạn bè và người quen đặt hàng. Mình rất ngưỡng mộ Lan, cô em bên chồng của mình và các bạn thành đạt trong nhóm. Mình chưa hiểu lắm về thị trường Việt Nam, trong khi mình đang muốn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Mình rất mong cả nhà cho mình xin những ý kiến học hỏi để mình có được hướng đi đúng ở quê nhà. Rất cảm ơn mọi người. Thì đầu tiên là đây là câu hỏi của chị Oanh. Thực ra chị Oanh là một người chị trong họ của mình. Và vì sao là mình sinh ra những cái chuỗi chương trình như này? Bởi vì thực ra là ngay kể cả những người thân của mình, những người mình có thi thoảng gặp mặt, hay kể cả đôi khi cũng có những điều kiện gặp mặt thường xuyên, nhưng mà gặp mặt trong những tình trạng là liên hoan gia đình, gặp gỡ, ăn uống, thì thực sự là những cái câu hỏi như này cũng không tiện để trả lời và cũng không có đủ thời gian để có thể trả lời nhau đến thấu đáo. Và đôi khi có những cái thứ, hoặc chính như câu hỏi của chị Oanh hỏi đây, là một phạm trù rất là rộng. Tức là gì, phạm trù này có quá nhiều cách để giải quyết. Thế nên là để mà ngồi mà nói chuyện với nhau ấy thì là thời gian rất là dài. Và mình thì thực sự là mình rất là muốn là cái gì mình biết mình mới nói, không biết thì mình không nói. Mà mình cũng không muốn trả lời cái cách trả lời bâng quơ cho xong. Nếu mà chị hỏi câu trả lời như này là chị kinh doanh như thế được hay không, nếu Lan nói được thì là vô trách nhiệm, mà không được cũng là vô trách nhiệm. Bởi vì với cái nhận thức và kiến thức của mình thì mình biết rằng cái gì cũng có thể được, nhưng mà quan trọng là làm như thế nào để cho nó được. Thì nó lại là một chặng đường, thì nó cần phải có thời gian để nói. Thế ngày hôm nay thì chị Oanh có đăng câu hỏi lên đây, thì Lan cũng chia sẻ về cái cách tư duy công việc của chị Oanh như sau. Đầu tiên là chị Oanh là một người đã có kinh nghiệm ở đất nước Nga rồi nhá. Chị Oanh sống ở đất nước Nga nhiều năm, đang kinh doanh về mặt hàng mỹ phẩm đồ gia dụng rồi. Thì đây là một cái lợi thế của mình để mình biết ngành hàng, biết các đầu mối ở bên đó, đúng không ạ? Và bây giờ chị Oanh đang muốn đưa sản phẩm này về Việt Nam. Trước giờ cũng làm nhưng dưới hình thức là đơn lẻ, bạn bè người ta đặt, người ta nhờ đặt hộ thì mình lấy hộ thôi. Nhưng bây giờ mình đang muốn chính thức mở công việc kinh doanh này tại Việt Nam để mình có thể rời Nga về Việt Nam sinh sống và ổn định công việc kinh doanh tại Việt Nam, cũng như là chị muốn gây dựng cho các con chị sau này để các con chị làm. Thì đây là một cái hướng cũng rất là tốt. Và nếu cái cách làm này ấy, thì trong thuật ngữ trong kinh doanh ấy, thì người ta gọi là jet lag, tức là cái thuật ngữ về việc dịch chuyển múi giờ. Dịch chuyển múi giờ tức là chúng ta dịch chuyển một sản phẩm mà nó đã tốt, nó đã được ghi nhận ở một cái thị trường khác về một cái thị trường này. Ở đây nó là sản phẩm ở Nga về Việt Nam. Một cái sản phẩm tốt ở thị trường ở Nga đã được khách hàng tiếp thu rồi, thị trường đón nhận rồi, đã được nghiên cứu phát triển sản phẩm thành công rồi. Thì bây giờ mình chỉ việc mang nó về Việt Nam thôi, tức là mình loại bỏ được công đoạn để nghiên cứu phát triển sản phẩm. Nhưng mà vấn đề của mình ở đây là phải khảo sát xem cái gì phù hợp với Việt Nam, đấy là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là phù hợp với Việt Nam thì nó phù hợp với đối tượng khách hàng nào của Việt Nam, và với đối tượng mà mình định phân phối, định bán thì nó là đối tượng lẻ nó là đối tượng lẻ hay nó là đối tượng để mà bán buôn B2B, tức là B2B hay B2C, thì bạn phải định hình được cái cách kinh doanh của mình. Thì bây giờ chị chỉ nói là chị muốn mở rộng kinh doanh thôi. Thế thì bây giờ Lan sẽ đưa ra cho chị theo hướng là gợi ý. Đó. Bây giờ nó sẽ có cách như sau, các cách như sau để mà chị có thể làm. Thì chị Oanh có thể nghiên cứu này. Một, nếu mà chị muốn theo cách B2B, tức là chị là người nhập hàng từ Nga về Việt Nam và chị để lại cho các doanh nghiệp tại Việt Nam triển khai, thì cách làm như sau. Với các cái hàng mỹ phẩm, thực phẩm này, nếu mà theo phương thức bây giờ các bạn bán rất nhiều theo phương thức gọi là
phương thức gọi là hệ thống. Các bạn thấy hệ thống. Hệ thống này là gì? Là một người, người ta gọi là boss, gọi là cái ngành đấy các bạn ấy gọi, thuật ngữ gọi là boss, đúng không ạ? Bình thường mình gọi là CEO đấy, thì họ gọi là boss. Một boss đấy sẽ có xây cho mình các cái đại lý tổng. Dưới các đại lý tổng có các cái đại lý con, và dưới đại lý con mới có những người bán trực tiếp. Và cách tổ chức này họ tổ chức theo hình thức là họ tận dụng toàn bộ, hầu hết là những người nhàn rỗi có thời gian trong xã hội. Một là gì? Phụ nữ sinh con, bà mẹ bỉm sữa, những người làm công chức, những người làm trong các doanh nghiệp nhưng có thời gian rảnh, muốn gia tăng thêm một nguồn thu nhập khác thì họ tận dụng kênh này. Bởi vì đây là những loại sản phẩm mà dễ bán ở trên thị trường, bán được cho nhiều đối tượng và giá nó vừa tiền, nên những cái kiểu người này là họ bán đầu tiên là bán cho tệp bạn bè quen biết của họ, sau đó họ mới mở rộng ra. Thì đây là một nguồn lực lao động rất lớn ở thị trường. Và cái nhóm này hiện tại là đang hầu như là nhóm, gần như là nhóm các bạn trẻ thành công nhất trong thị trường bây giờ. Nếu trong top các bạn trẻ, nếu kinh doanh trong lĩnh vực này, lượng tiền các bạn kiếm về khá lớn. Thế thì cách mình làm là gì? Là không phải mình làm giống các bạn này đâu không ạ? Bởi vì làm giống các bạn này nó cần thời gian. Thì cách B2B là mình bán buôn cho các bạn này. Tức là gì? Đứng trên vai người khổng lồ. Họ đã là những người có hệ thống sẵn rồi. Nhưng mà họ có hệ thống rồi nhá. Nhưng hệ thống của họ luôn luôn có nhu cầu tìm những cái sản phẩm mới để bán liên tục. Và họ cũng đang phải tìm các cái nguồn hàng về để cung ứng cho hệ thống của mình. Họ có thể có những nhà máy sản xuất trong nước, đặt trong nước hoặc là nhập ở nước ngoài. Và họ đang cần. Thì việc của mình, nhưng mà mình phải có lợi thế nhé. Lợi thế của mình là gì? Là mình từng kinh doanh ở bên kia rồi. Mình hiểu thị trường bên kia. Mình hiểu sản phẩm nào là mới lạ ở bên kia, đã thịnh hành và có khả năng phù hợp được với Việt Nam. Thì mình sẽ mang về, không phải là một sản phẩm mà chị có thể mang nhiều sản phẩm về. Và chị đến, chị gặp gỡ họ. Chị nói rằng là chị có cái nguồn hàng này. Chị có khả năng đặt được hàng này cho thương hiệu riêng của họ bằng cách là OEM đặt sản xuất ở bên kia về cho họ, hoặc là theo hình thức là gì? Chị xin làm đại lý của bên kia và họ là đại lý bán lại của chị ở trong nước. Thì đây là một bài toán là chị mang nhiều sản phẩm và về chị nói chuyện với họ. Chị gặp gỡ những đơn vị như này để biến họ thành tổng của chị. Thì khi chị làm bước này xong thì chị đã có một cái đầu ra ổn định đầu tiên. Thì từ đây chị có thể tiếp tục lan truyền ra xây dựng kênh bán riêng của chị được. Xây giống họ hoặc xây khác họ, hoặc là họ bán trên hệ thống thì chị bán tiếp cho hệ thống các cửa hàng. Thì đều được. Đấy là cách chị đi từ B2B chuyển dần sang B2C. Đúng không ạ? Đấy, cách thứ hai là chị có thể đi từ B2C. B2C là gì? Là bán thẳng cho khách hàng cuối. Để chị bán thẳng khách hàng cuối thì chị có hai cách, hoặc là bán online hoặc là bán offline. Nếu theo cách online thì rõ ràng là chị phải đầu tư nghiên cứu về online. Ở độ tuổi chị bây giờ thì không phải là độ tuổi để mình học nữa, nhưng mà có thể là con cái, cho các bạn ấy học thường xuyên. Và các bạn phải cùng tầm nhìn với mình, cùng định hướng, để các bạn ấy học cách làm quảng cáo, làm các công cụ online tốt. Các bạn làm trong các doanh nghiệp mà họ có thế mạnh về làm online để học kinh nghiệm của người ta. Về các bạn sẽ cùng chị xây dựng. Thì khi các bạn ấy làm các doanh nghiệp này, các bạn sẽ tự biết cách làm thôi. Các bạn sẽ tự biết cách. Điều quan trọng có lỗi của chị ở đây là gì? Là chị kết nối tốt đầu mối bên kia, tìm những nguồn hàng tốt, lạ, đưa về đây cho bạn. Bạn ấy có kinh nghiệm rồi, bạn ấy sẽ tự biết xây page, tự biết xây web, tự biết xây các kênh Insta, Pinterest, mọi thứ để bạn ấy đăng quảng cáo, hoặc bạn ấy test thử xem sản phẩm nào thị trường ưa chuộng. Sản phẩm nào thị trường ưa chuộng thì lúc đấy mình mới đưa sản phẩm về Việt Nam để bán. Và đưa thì cũng đưa dần để đảm bảo an toàn. Và khi mình đưa được về như này rồi thì mình có thể triển khai mạnh trên kênh bán lẻ hoặc tiếp tục lấn sang B2B đều được. Được không ạ? Thì có nhiều cách khác nhau để mà mình có thể đánh vào thị trường. Nhưng mà đấy là những cách mà để chị có thể lợi dụng cái thế mạnh của mình, và chị vào thị trường luôn với tâm thế của một người khá khổng lồ, và nhanh để chị có thể bước đến trở thành người khổng lồ. Còn nếu mà chị Oanh chưa thích hai phương án đấy, cảm thấy hai phương án đấy hơi khó, thì chị có thể làm theo cách sau. Một cách này thì nó dễ dàng hơn nhiều. Là gì? Chị có những cái sản phẩm tốt ở bên kia, chị có thể nhờ một đơn vị, hoặc là con mình cũng được, họ có kinh nghiệm, con nhà chị nó có kinh nghiệm chạy quảng cáo rồi, thì mang sản phẩm về xây dựng hệ thống để có thể triển khai bán hàng luôn. Và mình sẽ triển khai bán hàng theo hình thức vẫn là cho order, nhưng mà xây câu chuyện của sản phẩm, biết marketing sản phẩm một chút, xây câu chuyện của sản phẩm, chỉ cần tạo những cái landing page bán hàng đơn giản thôi, không cần web,
triển khai quảng cáo trên đa kênh, triển khai bán, đấy là một cách. Hoặc vẫn trên nền tảng online có thể tiến hành live stream các sản phẩm, chia sẻ vào trong các group thì cũng là một hình thức. Nếu mà biết live stream tốt, biết chia sẻ group tốt, vẫn có khả năng kiếm 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu một tháng. Và Lan biết là có những người đã làm hình thức này, họ xây nhân hiệu để live stream khá thành công và họ hoàn toàn đang kiếm tiền tỷ một tháng chỉ từ việc live stream bán hàng thôi nha. Một ngày bạn đấy live stream bằng 5-7k luôn và lượng người follow rất là tốt. Thì nó có nhiều cách khác nhau, thì quan trọng là cách nào là cách phù hợp với chị thì chị nghiên cứu. Và rõ ràng là ở độ tuổi của chị thì chị cần người đồng hành để có thể triển khai. Còn nếu không ấy thì tốt nhất chị cứ làm như bây giờ là được rồi. Cứ đăng bài, đăng sản phẩm, người thân, người quen, lây sang đến bạn bè của họ. Ai có nhu cầu thì dần dần rồi mình bán dần. Thế từ những cái khách hàng đầu tiên, mình cứ chịu khó chăm chỉ, mình chăm sóc tốt, rồi mình lại nhờ họ giới thiệu hộ những cái người bạn. Cứ mỗi người thì lại nhờ họ giới thiệu thêm vài người bạn, rồi lại nhờ họ là họ giới thiệu được thì mình lại cắt phần trăm cho họ, hoặc là biến họ thành đại lý của mình. Thì đấy cũng là một cách chị đi dần dần. Chị cứ gây từ 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 chính khách hàng của mình mà gây lên. Quan trọng làm sao mà sản phẩm tốt, mình có cái chính sách nhập tốt, chị mới có thể cắt phần trăm cho họ để họ mời tiếp những cái người khác. Thì đấy thì chị lại thành theo hướng là chị xây hệ thống. Thì chị xây dần, xây dần, xây dần, nó loang dần như kiểu vết dầu loang ấy. Nó loang dần ra. Và mình thì chịu trách nhiệm, một là về khâu mang được những sản phẩm tốt, cập nhật kịp xu hướng. Hai là gì, có cái giá nhập tốt và biết cái chính sách để mà xây dựng hệ thống kênh phân phối thì chị vẫn có thể thành công. Và xin cảm ơn chị Oanh và chúc chị Oanh và mọi người có một buổi sáng vui vẻ. Nếu mà mọi người thấy video này có ý nghĩa và phù hợp thì mọi người hãy like, share và comment giúp Lan nhé. Xin cảm ơn cả nhà.